Xin chào các bác nhé. Hôm nay em đang quay review chiếc xe bản 2023 đầu tiên cho các bác. Tại sao mà đến bây giờ em mới quay với cái dòng này? Đấy, tại vì nói thật với các bác là em không theo cảm quan của em là em không ưng với cái bản 2023 lắm. Đấy. Không ưng một chút nào luôn đấy các bác. Tại vì theo cảm quan của em thì màu không được có cái gì độc đáo, với cả hãng có nâng cấp một số chi tiết nhưng mà nó lại ít nhất là nó không phù hợp với tại thị trường Việt Nam. Ví dụ như dòng Mazin này, đây là con trước Mazin 6 bản 2023. Nó đã nâng cấp cho các bác nhìn sẽ ngay nhìn ngay vào lúc cho em là cặp lốp rất là to. Cặp lốp của nó là 2.4. 2.4 tức là nó sẽ to hơn cả cái con Excalibur 8. Excalibur 8 bình thường là lốp đã to rồi, nhưng mà Excalibur 8 mới là 2.35 thôi. Nhưng mà cái dòng này lại là 2.4. Nó sẽ rất là kén người dùng. Nếu mà như các bác lúc đầu mà nhìn vào thì là nhìn nó rất là to, rất là khỏe đẹp, nhưng mà để mà đạp ấy trải nghiệm thì nó sẽ rất là vất vả. Thường thì các bác sẽ phải hạ lốp xuống. Còn đây mà lốp này mà để đi rừng, đi đồi núi thì là rất là ok. Nhưng mà thường thì ở Việt Nam thì hầu như các bác mua dòng Mazin này là để phục vụ là đi quanh nội đô. Đấy. Đấy là một trong những cái điểm mà em cảm thấy là nó không được ưng lắm về cái dòng nâng cấp mới của Czech. Cái thứ hai đó là các bác nhìn hộ em với về cái trục của đằng sau các bác. Thì từ hãng người ta cũng dùng trục bút, nhưng mà đây là bút nhỏ chứ không phải bút to như dòng bút 148 hay là 110 kia. Đấy, thì dòng này là dòng bút nhỏ và mình sẽ dùng lục đăng để vặn vào. Đó. Đấy. Nó sẽ ăn âm trực tiếp vào khung luôn. Ăn âm trực tiếp vào khung. Và nó rất là nhỏ. Nó cũng biết là nó hãng người ta cũng đã nâng cấp mình cho làm sao để mà gọn gàng và khỏe nhất. Đấy. Đó là một số điểm. Tiếp theo thì là các bác sẽ nhìn thấy là cái ở đây này. Ở cái sườn này. Hãng người ta đã cuốn rất là chắc chắn. Tức là người ta sẽ độ thêm một cái miếng. Phủ thêm một cái miếng cao su. Đây các bác này. Cao su này. Đấy. Và thèm theo dây thít. Đấy, cho nên là cho nó rất là chắc. Cái này thì nhìn nó cảm giác là sẽ đầy đủ chi tiết hơn. Ví dụ như là cái bản Mazin cũ kia thì nó chỉ dán ở trên đây thôi, thì cái này thì đã làm có vẻ là chặt chẽ hơn. Đó, nhưng mà đổi lại nhìn nó cũng hơi hầm hố, hơi gọi là hơi quá nhiều chi tiết một chút. Đấy, theo như cảm quan em thấy đấy. Ví dụ như các bác đi này, xích nó sẽ hay đập xuống đây. Đó, và hay đập xuống đây. Đấy, thì người ta làm như này để tránh việc đập vững sườn này, giúp cho nó ấy. Thì còn đâu thì là về bộ chuyển động của nó thì nó vẫn sẽ dùng cái bộ Shimano M4001, gồm có một đĩa và 10 líp. Đây, đĩa là 32T và líp là líp 10. Đó, thì nó sẽ vẫn dùng như vậy. Líp của nó cũng là líp Shimano DOG các bác nhá. Đây này, líp Shimano DOG. Đó. Xích này là xích KMC. Phanh thì là phanh dầu Techo. Phanh dầu Techo các bác này. Phanh dầu Techo. Tay bấm xả cũng là Shimano DOG M4100. Fork thì là fork của Santur. Đó, nếu mà các bác mua dòng Mazin 7 thì nó sẽ hơn các bác là một cây fork ít nhất là hơn là trước, còn hiên là cây fork trước. Cây fork của nó sẽ dùng fork của dốc sốc. Đó, đây là một chiếc Mazin 6 size M bản 2022. Cái màu này thì các bác nhìn vào thì các bác sẽ thấy màu này, các bác nhìn thấy tưởng qua như là dòng con màu của Excalibur 8, con màu gray ấy. Đó, tem của nó cũng sẽ ánh như này. Anh em ở trong miền Nam mà hay dán cái tem này vào cái màu chữ đen này này, như là dòng bộ đồ Caliber ấy, thì nó cũng có một chữ, cái chữ nó màu đen, thì anh em dán thêm mấy cái viền này cho nó nổi cái chữ check lên. Đó, cái chữ check này là cái viền của nó có thể phát sáng quá 7 màu. Đó, nhìn rất là ok, rất là đẹp luôn. Cái thứ hai nữa là các bác sẽ thấy là cái tay nắm mới của năm nay. Đó, cái tay nắm Bombshaker nó sẽ có bản bè ra như thế này. Đây, chữ Bombshaker đây. Và cái ghi đông của nó các bác ạ, ghi đông của nó cũng sẽ dài hơn cái phiên bản cũ. Ghi đông của nó cũng sẽ dài hơn. Ghi đông con này là 77, nếu vừa em đo chính xác là 77. Còn ghi đông bản cũ của nó là chỉ là 75 thôi. Nó sẽ dài hơn. Dài hơn này thì nó cũng tùy theo. Như em tìm hiểu thì là dài như thế này thì giúp cho các bác là mở cơ vai ra. Đấy, nhiều người thì bảo đi làm mỏi, nhưng mà chính xác là hãng làm như này là hãng người ta cũng theo tiêu chuẩn rồi. Tức là khi mà các bác để dài như này là cơ vai của các bác mở ra, như là dân thể hình hay là tập gym thì các bác sẽ thấy là các bác tập làm để mở cơ vai ra, tay khuỳnh như này.
và nó cũng phù hợp cho việc là đây là một chiếc MTB thì là đi núi, đi rừng thì tay phải khuỳnh ra như thế thì nó mới là chuẩn. Đây các bạn, em sẽ quay tiếp trực tiếp logo. Logo dòng chữ Margin này vẫn như cũ này, chữ Margin 6 này, chữ số 6 ở trên sườn sẽ vẫn như cũ. Đó. Tất cả là đều sẽ, nó chỉ khác màu và một vài chi tiết. Thì chung quy lại thì con này nó sẽ khác những gì? Khác những gì bản cũ? Đầu tiên là lốp sẽ to hơn. Nâng cấp cặp vành, cặp vành của nó bây giờ sẽ là cặp vành các bác có thể là cặp vành túp lít, tức là các bác sau này có thể nâng cấp lên thành dùng lốp không xăm cũng được. Thứ hai nữa là tay ghi đông sẽ dài hơn là 75. Trục về đằng sau là trục bút. Đó, thế thôi. Còn đâu là cũng không khác gì nhiều. Và giá của con này là cũng sẽ nhỉnh hơn là 17.900.000. Đó, nhỉnh hơn. Hiện tại là bên em đang có sẵn xe. Đấy, các bác nào có nhu cầu thì liên hệ với hẻm xe Obi, số điện thoại là 070-5678-567. Đấy, thì bên em sẽ tư vấn liên hệ cho các bác. Rồi, em xin kết thúc video tại đây nhé.